Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Rick Mobile nhé. Ở trong video đợt trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà bắn tiền từ bên Sim Viettel. Thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là có cách nào để bắn tiền từ bên Sim Viettel qua Vina không? Và đây có một bạn hỏi là có chuyển tiền được cho mạng khác không anh? Thì mình cũng xin trả lời luôn nhé, rằng Sim Viettel thì không thể nào mà chuyển tiền được cho những cái mạng như là Mobi hay là Vina. Thì ở bên dưới này cũng có một bạn này hỏi là anh ơi, anh làm video chuyển tiền từ Viettel qua mobile được không? Thì đây, như mình biết và mình tham khảo thì có trên YouTube thì cũng có một số người hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển tiền từ bên nhà mạng Viettel qua bên Mobi hoặc là từ Viettel qua bên Vina. Thì mình khẳng định luôn nha, là những cái video ở trên mạng đó là những cái video giả nha. Thực chất là mấy cái video đó chỉ câu view thôi chứ chứ họ không có hướng dẫn các bạn đâu. Cái đó là hoàn toàn là sai sự thật nhá. Cái video đó là cái video không thể làm được, và mình cũng đã xem, và mình cũng đã xem qua mấy cái video đó thì mình đã biết được rằng mấy cái video đó thì không có thể nào mà làm được. Thì bây giờ ấy, mình sẽ gọi cho cái số điện thoại của tổng đài của Viettel nhé. Mình sẽ bấm vào 198, mình gọi cho tổng đài của Viettel để cho các bạn xem kết quả. Rồi, các bạn gọi 198, bấm vào bàn phím rồi bấm vào số 5. Rồi mình cũng sẽ cho các bạn biết là có chuyển tiền không nhé, nhưng mình biết là không chuyển tiền được đâu. Phím 5. À, alo, chào anh nhé. Em chào chị ạ. Cho em hỏi là cái sim của Viettel có chuyển được tiền qua bên Vina hay là mobile gì không anh? Dạ không được ạ. Xin Viettel di chuyển được Viettel thôi ạ. À, ok, Viettel chỉ chuyển được Viettel thôi, chỉ chuyển được nội mạng, không chuyển được ngoại mạng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok, vậy rồi em cảm ơn anh nhé. Rồi, chào. Dạ em cảm ơn. Em xin chào. Rồi đó, và cái video của mình đã đây thôi. Tóm lại là cái sim Viettel thì không thể nào mà chuyển tiền được qua Vina hoặc là mobile nhé. Và cái video của mình đã đây thôi. Nếu như mà các bạn mình muốn mình làm video nào thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình. Tạm biệt các bạn.